Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trâu hút chết chủ, con vật sau đó bị lực lượng chức năng bắn hạ. Nạn nhân là người đàn ông có tên viết tắt NVM, 52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi. Chiều ngày hôm trước, ông M đến căn chòi ở cánh đồng xã Phú Mỹ Hưng để dắt con trâu đực nặng khoảng 200 kg về nhà. Con vật sau đó tấn công chủ mà không rõ lý do. Đến sáng nay, người nhà đi tìm thì phát hiện nạn nhân tử vong. Thi thể biến dạng bên cạnh con trâu đứt dây trói, sừng và đầu có nhiều vết máu. Lực lượng chức năng gồm cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp xử lý con vật và lập hồ sơ vụ việc. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Hưng cũng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.